8 điều nên làm để bảo vệ hai quả thận quý hơn vàng. Thứ nhất, uống đủ nước, uống đủ nước giúp duy trì chức năng thận tối ưu bằng cách loại bỏ những cái độc tố và những cái chất thải ra khỏi cơ thể. Cố gắng uống số lít nước nó sẽ có công thức bằng 0,04 nhân với cân nặng hoặc là nhiều hơn vào mùa hè và thường xuyên vận động thể chất thứ hai duy trì chế độ ăn uống lành mạnh một cái chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều trái cây nè rau ngũ cốc nguyên hạt protein có thể giúp bảo vệ thận một cách tối ưu hạn chế ăn nhiều muối hạn chế ăn đường và những cái thực phẩm chế biến sẵn vì chúng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận và những cái vấn đề sức khỏe khác của bạn thứ ba kiểm soát lượng đường trong máu, lượng đường trong máu cao có thể gây hại cho thận trong thời gian dài và nếu bạn mắc bệnh lý về đái tháo đường hãy theo dõi lượng đường trong máu một cách thường xuyên và làm theo chỉ định của bác sĩ để kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả tránh những cái biến chứng lên thận thứ tư kiểm soát huyết áp của bạn huyết áp cao là có thể làm tổn thương thận và tăng nguy cơ mắc những cái bệnh lý về thận thực hiện những cái lối sống lành mạnh bao gồm tập thể dục thường xuyên xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh sử dụng những cái loại thuốc mà đã được kê đơn của bác sĩ để giúp giữ huyết áp khỏe mạnh, tránh cái việc mà chúng ta ngưng thuốc huyết áp một cách đột ngột nha các cô bác anh chị. Thứ năm, tránh sử dụng những chất kích thích, hút uh, thuốc nè, hút thuốc có thể làm tổn thương mạch máu, giảm lưu lượng máu đến thận, dẫn đến tổn thương thận. Hạn chế thuốc lá, hạn chế rượu bia uh, và những cái chất kích thích giúp bảo vệ thận và sức khỏe tổng thể của chúng ta thứ sáu là tập thể dục thường xuyên hoạt động thể chất thường xuyên có thể giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh nè hạ huyết áp và cải thiện chức năng thận Hãy đặt mục tiêu làm sao tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày để duy trì trạng thái khỏe mạnh này nha. thứ bảy kiểm tra sức khỏe thường xuyên cái việc mà kiểm tra sức khỏe thường xuyên giúp theo dõi được chức năng thận và cái này giống như xét nghiệm thường quy các cô bác anh chị hầu như mỗi lần kiểm tra sức khỏe định kỳ đều sẽ được kiểm tra nó sẽ giúp mình phát hiện sớm những cái vấn đề về tim ẩn về bệnh thận nếu có bất kỳ những cái triệu chứng nào bất thường hoặc là có những cái xét nghiệm bất thường thì bác sĩ sẽ giúp mình thăm khám để có thể điều trị càng sớm càng tốt thứ tám không được tự ý dùng thuốc điều trị nha các cậu bác anh chị đây là vấn đề chính và nó ảnh hưởng rất là nhiều tới thận một số loại thuốc không kê đơn có thể gây hại cho thận nếu dùng với liều lượng lớn và trong thời gian dài nếu có bệnh thì cần đi khám bác sĩ sử dụng thuốc kê to để đảm bảo sức khỏe mình một cách tốt nhất hãy theo dõi kênh của bác sĩ minh để có thêm nhiều kiến thức y khoa bạn nhé